Đây là chiếc áo làm từ vỏ cây xui nhá. Còn cây xui là cây gì thì tôi có thể cung cấp một số thông tin như này. Cây xui hay được còn gọi là cây thuốc bắn, có tên khoa học là Antiaris toxicaria. Từ toxica có đã thể hiện cái loài cây này là một loài cây độc này. Nó là một loại thực vật có hoa trong họ Moraceae này. Loài này được nhà khoa học Led mô tả đầu tiên trong các sách phổ biến khoa học vào năm 1810 nhá. Các bạn nhớ là năm 1810 đã có nhà khoa học người ta nghiên cứu về cái cây và đặt tên cho loại cây này rồi. Cây xui thì mọc hoang ở rất nhiều nơi, đặc biệt là các vùng núi Việt Nam. Ngoài ra nó còn mọc hoang cả miền Nam Trung Quốc này, trên đảo Hải Nam này, tỉnh Quảng Đông này, Quảng Tây này, Nam Vân Nam này, Ấn Độ, Indonesia này, Malaysia, Myanmar này, Thái Lan và Sri Lanka này. Nhựa cây xui thì rất độc nhá. Thường người ta lấy nhựa bằng cách này, lấy dao băm vào vỏ cây này, sau đó thu thập nhựa chảy ra và cô vào những cái vật dụng, ví dụ như bát hoặc là chén, sau đó dùng để tẩm tên thuốc độc. Đấy, những cái tên mà người ta vót bằng tre, gỗ, nứa ấy. Xong người ta tẩm cái nhựa cây này vào đầu mũi tên để săn những con thú lớn nhá. Có thể nói đây là một loại cây độc đáo vì nhựa của nó khi tẩm vào mũi tên ráo mát mà đâm vào người hay thú thì sinh vật sống có thể bị chết. Tuy nhiên sau khi dính độc, con người có thể ăn thịt những con thú rừng này là săn được bằng tên độc nhưng mà không vấn đề gì. Cái độc tố nó đã ngấm con thú nhưng mà lại rất an toàn với con người. Nhưng mà qua trung gian nhé, còn sử dụng người mà bị sức chân sức tay hay là ăn phải cái nhựa của nó là ra đi đấy. Vỏ cây xui thì đấy, như lúc nãy tôi đọc đã mô tả ấy, người ta còn có thể làm chăn đắp này, hay là may quần áo hoặc làm các loại túi đựng các đồ vật sinh hoạt đấy. Nhắc đến cây xui thì đã khiến tôi nhớ đến cái câu thơ là bát cơm xẻ nửa chăn xui đắp cùng trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ấy. Chính xác là đoạn là ta đi ta nhớ những ngày mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa chăn xui đắp cùng. Đây này, một số cái hình ảnh mà người dân tộc này, ở Tây Nguyên này, người ta sử dụng cây xui làm vỏ mặc quần áo này. Cách đây vài năm thì người ta phát hiện ra hai bố con ở của người rừng Hồ Văn Thanh ấy. Các bạn search trên mạng thì ra cũng có thể tìm ra ngay. Khi mà quay lại cái nơi mà hai bố con của anh này sinh sống thì người ta thấy rất nhiều các đồ đạc, trong đó có những cái chiếc áo bằng vỏ cây xui đấy vẫn còn nguyên ở trên, bây giờ trên báo vẫn còn, và tôi chèn vào cái khung cái áo của anh cha con anh Hồ Văn Thanh, người rừng Hồ Văn Thanh ở bên tay phải màn hình, còn bên tay trái có thể là cái hình ảnh tôi sẽ chèn vào là anh người rừng Hồ Văn Thanh đấy. Nhắc đến cây xui thì khiến tôi nhớ đến cái câu thơ của trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu là bát cơm xẻ nửa chăn xui đắp cùng. Chính xác là cái đoạn ta đi ta nhớ những ngày mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa chăn xui đắp cùng, nhớ người mẹ nắng cháy lưng điệu con lên dãy bẻ từng bắp ngô. Đấy, chúng ta học cấp 3 thì không lạ gì bài thơ này nữa. Cung cấp thêm cho các bạn một chút thông tin về cái cây xui này nhá. Ví dụ như là khi chúng ta đến cái đền Chu Hưng ấy, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ấy, thì ở đây cũng vẫn còn một cái cây xui cổ thụ rất là to. Thì trên rừng thì cái số lượng chính xác của cây xui nó còn bao nhiêu thì cũng không ai nắm rõ, nhưng mà với cái tốc độ chặt phá rừng như bây giờ thì tôi nghĩ là nó cũng không còn nhiều nữa đâu. Tất nhiên là sẽ vẫn có nhưng mà sẽ không còn nhiều, và đặc biệt là những cây cổ thụ thì rất ít. Tại cái đền Chu Hưng ở Hạ Hòa, Phú Thọ này, có một cái cây xui rất to này. Khi mà
Thì tôi cũng có dịp đến đây rồi đấy, nhưng mà khi đấy tôi cũng không biết đây là cây xui đâu. Và đây cũng cái khu đền Chúa Hưng cũng chính là nơi ra đời của đội vũ trang cách mạng của Lào ấy, nước Lào ấy. Vào năm 1949 chính là quân đội Lào đấy. Quân đội Lào đã ra đời ở đây nhá. Cây xui cổ thụ này vẫn còn đang sống khỏe này. Có cành lá thì rất vẫn còn xum xuê lắm. Bạn nào có dịp đến Hạ Hòa, Phú Thọ thì có thể thấy nó nhá. Trong cái cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân quân và dân hai nước Việt Nam và Lào ấy, chống kẻ thù chung khi đó là quân đội Mỹ ấy, thì cái cây xui này được sử dụng rất nhiều để làm quần áo, chăn màn. Thì về lịch sử thì có lẽ là cái giai đoạn trước kháng chiến chống Pháp, trước năm 1954 ấy, thì cái vỏ cây xui này được sử dụng rất nhiều để làm quần áo, vì khi đó thì cuộc sống nó còn khó khăn mà. Thì người ta chống rét, chống để bảo vệ cơ thể thì người ta dùng, không có vải thì phải dùng những vỏ cây thôi, cũng giống như người rừng thôi. Đặc biệt là những cái dân tộc ít người ở trên các khu vực vùng núi, núi cao, ví dụ như trong Tây Nguyên này, ở trên núi cao ví dụ như là Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, thì không có quần áo mặc thì phải sử dụng cái vỏ cây xui này thôi, nhất là mùa đông này chống rét. Còn đi rừng thì phải có cái bảo hộ, cái đồ mà che chắn cơ thể, tránh muỗi, tránh vắt, rồi các loại thú nhỏ nó cào, nó cắn. Khi mà đi rừng mà không có những cái này mà cởi trần mà vướng vào cây mây thì nó còn toạc ra. Khi cuộc sống khó khăn thì người ta sẽ nảy ra những cái sáng tạo để sử dụng thôi. Đấy là sự sinh tồn mà. Các bạn chú ý là cây xui là một loài cây rất độc nhá. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta không nên động vào những cái phần nhựa của nó. Nhựa này, lá, cành của nó tốt nhất là không động đến. Khi biết rồi thì chúng ta sử dụng, và mục đích thì chúng ta chứ bây giờ chủ yếu là nghiên cứu thôi, còn chúng ta cũng không phải đến mức phải đi vào rừng để săn hay là nhiều. Đây bây giờ một số thợ săn người ta vẫn dùng cái này để ở dân tộc miền núi ấy, vẫn dùng nhựa cây để sử dụng làm thuốc độc tẩm ở mũi tên ấy.